rau cạc lợi, rau này có ra không ơi? Cảnh anh em sinh hoạt trả lời cho đoàn kém lấy dần này. Không để nó là ra thịt. Sáng đẹp này chỗ xinh đẹp quá. Đi hái rau dớn. Đó, có bãi đá. Có ai đốt ở đây nè. Ừ. Đá không? Có bãi đá bên đá, kia đá. Kia là cái con kha nước kìa. Thích lắm, mắc rượi ở trên cây cối. Có thoải mái. Thôi, đẹp quá. Củi nè thầy. Anh chắc củi rồi nè. Chỗ này họ nướng rồi đó. Đúng rồi, họ nướng lại nè. Thôi, lên đây chị ơi, đẹp á. Ừ. Coi như sau mấy lần quằn tới quằn lui cũng tìm được cái địa điểm hết sức thú vị, lý tưởng để mà dựng lán. Ở đây có con khe rách nè, thích nhất là đây mát, mát lạnh luôn. Nước này uống trực tiếp luôn cũng được. Đó, con khe dưới kìa. Đây có cục nước. Khéo khéo giăng cát rồi. Chị, bây giờ một ít nướng á, chị ra cho em cái miếng nó dài chừng này thôi nè. Rồi miếng nó bự bằng bàn tay mà dài chừng này nè, như thế này lắp ra. Để nướng á, cho nó dễ chín. Wow, thịt đã quá. Đỏ Âu, thịt đỏ Âu đã rồi. Năm lửa lên nè, đang ra thịt. Rau dớn nè, rau dớn quá trời. Cảnh anh em sinh hoạt giả ngọt trên hòn kẹm lấy dần nè. Cho anh em dựng láng nó có cái dây mơ rừng nè. Đó, quá trời kìa bên kia kìa. Chút nữa là cúng với thịt nướng này thôi chứ. Nhất xương. Không mà chỗ này là đúng lý tưởng rồi đây, đúng không? Ở này quá đẹp rồi. Này có rau mơ, có rau dớn, có vũ giả, đầy đủ hết. Thịt quá nhiều. Này mình lấy cái rẻ mình cầm những đêm chứ. Cái khúc rẻ của nó mà. Đúng rồi, củi này thì ta than ác lắm. Kéo tay chân á. Không, chưa được đâu. Có hành ngò kìa. Thoải mái mà, chơi thoải mái đi chứ gì đâu. Trang thiết bị đầy đủ rồi. Đèn cũng có, bạc lèo cũng có rồi. Nhưng mà giờ không mưa cho nên thôi mình không văng. Đúng rồi. Được rồi. Để nấu cháo hả? Ờ. Còn thêm vô cái ly nhiều nhiều. Em tiếp nào không? Sao để đó đây? Hả? Nướng à? Đúng là bằng cái bàn tay nhưng mà nó mỏng, nó chừng khoảng cỡ 1.5 hai phân. Cái này được không ba? Cái này sắc miếng mười bự nó có da có nạc là nướng. Ướp nướng. Trời ơi, cái thịt cũng đã thiệt đấy nha. Quá nhiều luôn. Nửa con. Bên này là xào lá lốt. Đã quá. Đó, đúng rồi. Còn bộ xương là chút nữa vô nấu nồi cháo đây, cháo đậu xanh. Ai lên? Còn ai nữa không? Rồi. Được chưa? Vừa thôi đừng béo quá. Đổ vô đi. Lao đít rồi mà. Thơm phức.
thịt nó đỏ âu đã rồi, rồi tròn lên lên đây. Này để móc một chút nước, xíu xíu nước ha. Đây nước bình kìa. Y như trái khế hả? Mới nhìn tưởng đâu trái khế chứ đâu ai biết. Cái này như cái lục vừng mà. Nè, mùa nước lũ kìa, nước lên tới trên kìa, rác nó đọng ở trên kìa, kinh không? Từ ở dưới sâu ở dưới kia kìa, mà nước là mùa nước lũ lên tới trên này á, khiếp. Này xương này nấu cháo. Và chế biến tất cả mấy món là cái bộ sườn là chiều nấu ráo nè. Đó, còn cái này là xào lá lốt. Cái này là nướng. Nướng sắc bản bự vậy, với da nạc nướng, còn cái này là nấu cháo. Âm lên nấu cháo. Ngon quá ngọt là đương nhiên rồi. Món xào lá lốt chín rồi đúng không? Ném luôn rồi đúng không ba? Đâu. Rồi. Ngồi bên kia, sắp đá bằng rồi. Kế bên nước cho mát. Bây giờ là 1:30 rồi, anh em chuẩn bị vô nhậu rồi. Xong được món xào đúng không? Xào lá lốt. Còn lại nướng thì dễ rồi. Nướng thì có than nên nướng. Qua dĩa được nướng không? Đến đâu ăn đến đó. Nấu gì? Nấu cháo ngon lắm. Đổ vô đi, đổ vô trong dĩa cho nó thấm đi chứ nấu gì. Đây có cá không ta? Không mưa rồi, anh em mới về dọn cái ục này để chút tắm à. Khác là tên này đổ xuống đẹp quá. Rau mơ rừng đó hả? À, chỗ ăn nhậu cũng phải phong thủy là nó ngon. Có nước đi qua rồi nữa nha. Đó, mặt trước là sông Thu Bồn à. Đó, trên kia là vách núi. Đây là con khe rách. Rồi, vô nhậu đi. Thôi bây giờ địa hình ở trên đây đồi dốc quá, không có mặt bằng rộng đâu. Cứ đứng ăn cũng được, thoải mái thôi mà, tiệc đứng trong rừng đây. Đó, ông bác ngồi đó. Anh em năng ly bữa tiệc rừng đứng ở trên hòn kẽm đá rừng đây. Lên, thịt con mang. Đã mang rừng. Lên chị ơi, bé vô. Rồi, 1, 2, 3 chia cái nè. 1, 2, 3 chia. 3, vô. Đó, khi thế nè. Rồi. Ừ. À, đã quá. Làm miếng thịt mang đi. Ăn đi con. Ngồi vô. Bắp ăn đi. Giữ tay vô. Thì con thú rừng thường là cái da nó sẽ dai mà. Nhưng mà thịt rất là mềm nha. Mềm mà ngọt thịt. Ngon chấm muối nè. Để không muối. Hả? À, chấm nó tới không? Đây, bỏ ly bia qua kia anh để chấm muối chỗ này. À, xịt ra tiếp. À. À. Gấp lóc lên chưa có lòng mà bốc lòng lên cũng là gặp lại. Mấy nào rồi, nam nào rồi, đúng rồi. Dạ ăn da vậy nè. Da quá. Da không chơi nổi rồi. Da là chịu quá. Nhưng mà thịt thì ngọt phải không? Do anh này á, qua đi không được. Do anh này hơn nữa là cắt riêng là hầm. Riêng đã đúng rồi. Ha. Ừ. Quốc hơi lòng bia vô ra hầm. Đúng rồi. Cho miếng lá lốt rồi. Lá lốt mà anh. Còn không cái da đi về nó ráo biết không?
Đúng rồi, nó ráo bỏ vô. Nha trên lót này. Mời đại gia đình đó đó. Đây chưa giờ. Đây nè, đây nè, có đây nè. Rồi lên cái đây. Đầy đủ cả nhà. Lên. À, ăn đi chị, ăn đi. À, làm miếng nướng nha coi. Nướng mà cái da chắc cũng thua. Sáu cục hả? Sáu cục đúng không? Ừ, khó một cục. Chưa cắt rồi lấy cái kéo. Ngon. Nướng mềm, mềm mà. Có da. Có da luôn. Mẹ da chắc là mình da. Rồi. Có một chú chị ở chỗ... Cậu hả? Dưới mùi lá nhà không? Ngon không? Nè. Rồng ơi rừng nè. Thôi cá, thôi có bỏ vô tôi được ngay như ai đây. Dạ, con coi phải nha con. Ừ. Cũng lô mơ ngon. Mơ rừng. Thôi mời chị. Đây lù bự quá, không quay. Ngon. Cũng lô mơ ngon à. Cái bỏ cho đất ngay. Nướng cũng lô mơ đúng bà. Ăn chị. Như chị đào cá. À. Đã đời. Đây rồi. Vậy là con này nó có vấn đề nè ha. Cái nước này mà chấm bánh lúc làm á là cái da nó mỏng lắm mà giờ sao cái da nó già quá rồi. Nó không lấy nét. À đây nè, da bo nè. Nước chấm bánh mì đúng bờ. Da nướng là hoặc là nấu nó nở ra đúng không? Đó, dài rồi nè. À. Hồi nãy mỏng lắm, mấy da đúng rồi, mỏng lét cái nạc à. Mà đang nở rồi. Em nở, đúng rồi con nãy nở. Anh em rút kinh nghiệm. Út bị dân thấy con sống rồi đi chơi. Rồi lấy cái này lên cái này. Ơi, lấy cho bán nó chụp hình, lên nhận bán rồi vô. Đây. Bấm vô. 2 3. Kệ nó đi. Làm miếng cháo đi giờ. Rồi, cháo, mồi cháo đã quá. Món thứ ba đây. Bắt kêu bắt bả lớn bự lưng ba. Tôm à, tôm tư, tôm nam rồi. Còn trẻ đẹp trai quá. Cháo đậu xanh nấu với mang xương. Làm chén cháo đi. Xương. Cháo ngon. Con nem đậu đà tú. Làm chén cháo coi. Nóng mà. Nóng mà ngon đúng không? Nhìn chén cháo hấp dẫn. Trời ơi. Em để điện thoại đây. Con. Con nghĩ gì? Vô cái đi hết ngon. Cháo nó ngon. Cháo ngon ngon ghê luôn. Cháo là ngon nhất nhất bản á. Chú đang ngọt. Cháo nhất bản á. Hả? Dạ chứ, tóc bạc á thôi giỡn chơi. Thôi lên cái chúc mừng anh em mình cũng đâu có già đâu. Do mình ăn mấy cái con tự nhiên này mà nó không già. Đúng không bác? À, rồi, đúng rồi. À. Ủa, cái cháo phải nó ngon luôn. Thịt rừng là náo đậu đen là vip. À, cháo ngọt ghê luôn. Đã thiệt. Nồi cháo cũng đỉnh. Là bộ tài nguyên môi trường. Đỉnh mũ ra cho con bé chó. Cái bộ xương nấu nguyên bộ xương ngọt lắm. Đó, thích không? Anh em ngồi kế bên cái khe rách luôn, ở trong kia nước nó chảy rách ra kìa. Đó, ngồi nhậu ở đây. Đã lắm. Đó, khe rách nó chảy xuống đây. Đây là cái dòng sông Thu Bồn ngay chỗ trên đầu Hòn Kẽm Đá Dừng đây. Đó, trên kia là vách núi. Trời ơi, chơi kiểu này mới đã. Nhậu cái con mang con mẻn đó, anh em của mình mua được mấy anh em nó săn được nước nó chảy rắp rồi đây đã không đó. Mát mẻ đã lắm. Bây giờ chắc tầm 3 giờ mấy thôi. Ủa cây đỏ đỏ là cây lim á hả? À nhá hả, cái đột đỏ kìa. À nó thỉnh thoảng nó ở trên đồi núi có mấy cây đẹp nha. Ăn mà bốc mới ngon. Đi rừng ăn bốc mới ngon. Thịt nướng này. Còn không? Còn quá trời. Đó, đem về chút rồi chiều nấu ráo luôn. Đúng bà. Kéo rồi rồi. Đây là mẹ nó về nhà rồi làm. Em đi nhà làm đủ vô hả? Ồ, còn nguyên nồi cháo hả? Nhiều quá. Nửa con mà ăn không hết.
còn nửa con nữa. À, đã thật phê. Rồi ở đây uống hết cái rồi dọn dẹp cái bắt đầu mình rút, cứ tành tành thôi, không phải vội đâu. Cậu hết chưa? Rồi tành đó, ở đâu vội vã gì đâu. Rồi lên. À đã. Lạnh hết. Nước lạnh hè mà đối dòng khang lại là nhiều nước đá. Có nhiều nước đá. Nó xoa quá rồi. Đâu? Đâu? Lạnh lắm con. Nước trong khe này chảy ra lạnh lắm. Quá con mặt nó nhiều. Ở đây nó chanh đục quá. Anh em một bữa no sang, còn quá trời phải mang về. Bây giờ anh em dọn dẹp xuống thuyền cái đi dập dập chơi chụp ảnh rồi đi về. Tiết mục tối nay tiếp nhiều tiết mục đi săn đi rọ rồi chơi. Xuống trước đi ba. Rồi, anh em xuống đốt xong rồi dập lửa qua. Dọn dẹp xong rồi dập lửa rồi mới xuống cho nó an tâm. Rồi, chập củi lửa xong rồi đi. Rồi đi thôi, xuống thuyền. Bây giờ gần 4 giờ rồi, cảnh đẹp quá. Nhưng mà mùa lũ chắc là nó ngập hết cái gì nhỉ? Ngập hết luôn đúng không? Kinh à. Wow, đây là có ốc đảo nè. À mà sao nó nằm ở giữa hai, mùa khô thì nổi chứ mùa mưa thì nó lút hết luôn. Đẹp quá. Ủa, cái
còn cát đã hả? Bùm. Đối ra đây mà đốt lửa trại ở đây cũng đẹp này ha. Cắm trại ở đây. Wow. Qua được không ta? Qua chỗ hẻm đó được không? Nước có cạn không? Sợ nước cạn ấy chứ. Ồ, đá đẹp chưa? Đấy. Trâu kìa, trâu tắm. Mấy cái bãi cát nhìn nó sạch sẽ, trắng tinh. Qua nổi không? Ồ, nó cao vậy mà nước nó ngập khiếp chứ nha. Đúng không? Mùa lũ tính tỏ kinh. Ai chị quen à? Ui, chỗ này tắm cũng đã nha, nước mùa mưa là ngập hết luôn kinh đó nha. Đẹp quá nha, quá đẹp luôn. Cù Lao cái đảo á. Wow. Tới cái bả chỗ mình đây nè. À, giờ đi hái rau dớn hả? Giờ tấp qua đây đi hái rau dớn. Rồi, lên thuyền đi hái rau dớn. Đẹp quá, cảnh chỗ này đúng là tuyệt vời. Có không? Đây làm gì có? Cây này nổ bông đẹp quá đó. Cái bụi xích này. Leo lên dốc này đúng không? Anh đi lặn đường đâu? Xé xé qua bên đây. Đi đường nào? Rắn gì? Ở đâu? Ở đâu con á? Ồ, con nó bự á. Ủa, con rắn nó thay lột da nè. À, mấy anh em lội lên quả đồi này đi hái rau dấn. Nhá hả? Thú không? Thú nhất là anh em về đi lang thang, đi tìm hái cái này hái kia. Ô, mấy leo lên dốc mệt quá. Đi theo Hằng Phúc em nè, nó giới thiệu một cái loại rau là rau gì? Rau cạc đợi, cái tên địa phương. Cạc đợi nghe hơi thô thô tí nhưng mà nghe nó ngon lắm, để lần đầu tiên mình đi kiếm về ăn thử coi làm sao. Đây nè, đột mâm xôi nè. Đó, nhưng mà mập kia, tước là ăn đi rừng hồi nhỏ, khát nước cái bắt đầu tước là ăn. Rồi nó có mấy cái búp như mâm xôi tay á, nhưng mà mâm xôi nó nhỏ mà ăn ngọt lắm, ngon lắm. Có không Phúc? Ồ, bụi hoa mua này trổ bông đẹp quá ta. À, hoa mua này, hoa mua mùa này trổ bông rồi. Đẹp quá. Bên đây có trà, coi chừng có măng á Phúc ơi. Có măng trà. À, dưới này con khe chắc có rau dớn mà nước này là có đó. Rồi ở đây nó có con khe rách này nè, là dễ có rau dớn. Ấy, khổ. Dạo này yếu thiệt nha. Kìa, đầu kia mới mập kìa. Đó, 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 nè, dớn đó đúng rồi, lĩnh mới hái này đó, rau dớn này. Dớn, đầy đầy mà. Ngốc còn không biết rau dớn. Đây nè, cái lùm này rau dớn nhiều nè. Chỗ mà ẩm ẩm nè. Đó là cái trước mặt kìa. Đây nè, dưới này nè, nguyên giặt dưới này rau dớn không nè. Nhưng mà ở đây nó rợp, nó hơi nhỏ. Rau cặt đợi à? À đâu nói làm sao đâu anh cho nè. Ủa nó như cây môn á hả? À cái này đấy, này làm gì? Luộc ăn à? Luộc chấm mắm nem đúng không?
Ô hai hẻn như cụm môn nè, dạng như môn với dòng họ môn gì. À người ta đi ngắt là người ta ăn á, đúng không? Nó ốm. Nhưng mà cái này biết bao giờ cho được. Bữa nay mình cũng thôi, nhưng mà mình vẫn có đúng không? Dù ít nhiều trên là mình vẫn có đúng không? Mình thử nghiệm. À nó có gai ga nhỉ. À. Cái này là cạc đại đây. Cạc đại ha. Dạ. Cạc con đại hả? Hồi xưa là mấy bò ha đi núi là độc rau dấn. Ok, lên kìa đó đó, vượt lên kìa đó độc rau dấn nè, rau dấn hả. Nếu hồi xưa mấy bò núi là mới nước. Ra cạc đại là cạc đại. À có gai hả, đây đúng không, nó đây đúng không, cạc đại. À rau cạc đại, rau này có gai không ơi. Cạc đại là lòng trời đó. À tên cái tên nghe thô nhỉ. Đây nè, cái cây nó đây nè, nó kẹt đợi nghe hơi thô tụp một tí, nhưng mà không phải, nó không có ý gì đâu, cái tên nó vậy thôi. Có thời mới gặp. À đây cộng nó nè. Ừ. Tối nay về ăn thử nó làm sao. Gai không à, gai kinh không. À đó kìa, mấy cái đột trên kia em kìa, đó nguyên vạt này có nhiều nè. Ồ hai à. Đó kìa, trên kia kìa phải không? Đó mấy cái đó đó. Đó, đó nguyên vạt trên đó đó. Có cái lồng ngầm non nha. À đó đó, khu đó nhiều á. Nè, họ cũng chẹt quá trời nè. À người ta đi hái đúng không? Mình ra bữa nay mình cũng hay là ra cũng còn nữa. À. Có kìa, mấy búp kìa, mấy búp non non kìa. Có. Ngữ đó, họ chẹt. À, người ta đi hái đó. À. Nhưng mà ra giá là biết, nhưng mà cái này là chưa biết. Đó. À, chưa biết. Lần đầu tiên đây. Ủa nó mới ra búp ngon à. Đây phút này, đây này. Đó. Đó. Đó, cái đó bự á. Ở trong này quá trời nè. Đó, bự đó. Bự gặp nhỏ gì làm đấy. Ăn thử cho biết lần đầu tiên đây. Đây đâu dớn không có. Nguyên lầm này cặt đợi không? À, bên kia kìa quá trời kìa. Đó, nguyên lầm phía trước nha. Lầm trong đó nhiều mà. Cho nên đất nó ướt ẩm ẩm, mấy cây này thích hợp dạng như cây môn á mà. Cái này là cái gì cho heo ăn nè. Cái nào? À môn, đúng rồi, môn nó nấu cho heo đó. Chứ mình ăn ngứa lắm, mình ăn không được. Còn cây dứa là ăn khóc. Cây ngứa là, cái mông ngứa là ăn khóc. Được mấy đợt nữa. Rồi, xuống lại. Đây. Để em phút mình biết. Biết đường đi trước đây mấy cha. Ngỡ đi trước đi. Đây, mày đi trước đây. Đây. Rồi, đúng rồi, đúng với ai đúng. Cũng một thời là anh cúng bò đúng không? Thời mấy con lúc 8 rồi. Nói chung là con bá hàng số. Anh em bây giờ đi xuống bờ suối lại, đi qua bên kia, bãi bên kia. Bình thường chứ có gì đâu. Nước này với trình độ bơi của tôi thì ngoài mai tôi bơi qua được. Nước này bơi qua bình thường chứ có gì đâu mà. Cái bộ rễ nó kinh không? Cây cỏ bụi bám lên đá. Để cho nó chịu được bão nước mưa lũ á, đúng không? Cái này chứ kinh lắm chứ. Cây cổ thụ chưa chắc chịu nổi mà nói chịu nổi. Cây này có bông nè. Đó, cây đó không biết cây gì không, cây đẹp à. Cái rù rì đó. Cây hoa nó cũng đẹp lắm á. Ngồi đây mà. Ở đây nó hầm nhẹ là tối nó lạnh ghê lắm. Rồi đi lên ngay. Giờ anh em ra cái bãi này tắm phát đi. Trời ơi nóng quá. À, không tắm là chịu không nổi á. Tắm phát đi. Rồi xuống tắm cái này đã quá anh em ơi. Hả? Sao cây dạ cáo phao nó đéo chìm không nổi, nó nổi. Đã quá. Tắm phát thôi. Rồi. Ha 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 ha
đã quá. Đô đô. À, quá. Đô. Kem lậu qua tắm suối. Ủa sao không để tiền đây cho nó gần. Nè anh em mình giơ tay lên cái này. Mày quay lên trên này nè, quay vòng vòng vòng. Quay chậm 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 á. Đã quá. Mày vừa chụp tới mấy tấm hình nữa. À chứ gì nào cũng tám. Được chưa? Đã quá, anh em mới vừa tắm xong xong, đã thiệt, nó sạch tưng cát. Mà hôm nay là mưa không được trong lắm, hơi ngà ngà. Đó, giờ bắt đầu đi lên. Ủa cái bãi cát đã chưa? Này mà cắm trại rồi chơi ở đây thì thôi sướng nhức nách luôn. Sát về xong lên cái kế hoạch tối này. Không dễ con. Đi soi đi rọi rồi chơi. Đã không? Có bãi sạn, bãi cát sạch tưng nó mọi người, đã không gì bằng. Thôi, giờ đi lên, chuẩn bị cho tiết mục đi săn, đi soi, đi rọi tối nay. Rồi, mời anh em tiếp tục theo dõi kênh của mình, những tiết mục soi rọi tối nay nha. Tối rồi, giờ anh em lên đèn pin rộng, bắt dễ lắm, nhìn thấy nước nó trong mà. Đó, cái mắt nó đỏ lừ kìa. Đã giờ, đó, đó, đó. Chạy ra phía sau rồi. Ra phía sau này rồi, ông ơi. Đó, 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 đây. Anh em đi bắt được quá trời luôn, bây giờ được quay ngược xuống. Từ từ á, chỗ đó trơn á.